Việt ô tô xin chào anh em. Hôm nay cuối tháng ngày 31 tháng 5 năm 2024. Em có like sorry anh em có gửi báo giá đến anh em mình. Một vài em xe mới về bên em anh em nha. Bên em là Phúc Việt Auto. Địa chỉ em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại em là 0936793793 và 0979777893. Bên em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thải ghế đến bên em hoặc liên hệ đến hai số đó để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Bên em làm việc các ngày trong tuần anh em nha, từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều anh em nha. Anh em mình ghé đến bên em sắp xếp xem xe anh em nha. Rồi giới thiệu đến anh em mình một em xe Innova. Em này là bản G đời 206 anh em nha. Em này 198 củ khoai. 198 củ khoai. Mang nước sơn màu bạc khá đẹp nè. Bảo hành anh em mình là 6 tháng nè. Bao rút hồ sơ gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn anh em nha. Rồi đây là em Gencha. Em này đời 209, số sàn 1.5. Bảo hành anh em mình 3 tháng nè, bao anh em rút hồ sơ gốc nè, bao quay đầu cho anh em mình luôn. 5 chỗ rộng rãi, 100 km thì khoảng em này thì khoảng 6-7 lít quay đầu anh em nha. Đời 209 đi chơi đi du lịch tập lái, chỉ 125 củ khoai anh em nha. Xe khá là đẹp luôn. Đó. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến em mình một em xe Vios. Đời 209, em này số sàn 1.5 anh em nha. Mang nước sơn màu bạc khá đẹp. Có gương tích hợp báo rẻ luôn anh em. Em này 153 củ khoai anh em nha. Bảo hành anh em mình là 3 tháng, bao anh em rút hồ sơ gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Đi chơi tập lái du lịch thì quá ok. 1.5 em này thì rơi vào khoảng 6 đến 7 lít quay đầu anh em nha, 100 km. Rồi tiếp theo em giới thiệu với anh em mình một em xe Hyundai. Em này i10 anh em nha, đời 2017, số sàn 1.2. Mình đi chơi đi du lịch quá ok anh em nha. Phim cách nhiệt lên đầy đủ cho anh em mình luôn. Em này thì 219 của khoai anh em nha. Em màu trắng thì mới về là 2019, cũng số sàn 1.2 anh em nha. Khách đang xem. Mang nước sơn màu trắng. Em này thì 245 củ khoai. Bao anh em rút cuộc gốc bảo hành anh em mình là 5 tháng anh em nha. Bao quay đầu cho anh em mình luôn. Đời đó là 2019 anh em nha. Auto đi được 88 nha. 1.2 thì mức tiêu hao nhiên liệu là 4 đến 5 lít xăng anh em nha. Đó. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến anh em mình một em đời Hyundai Creek, hay còn lại là Hyundai Get. Em này đời 207, số sàn 1. Sorry anh em, số tự động 1.4. Mang nước sơn màu xanh, mang biển Đắk Lắk anh em nha. Mâm ga lăng đúc, 5 chỗ rộng rãi. Em này có cả cửa nóc bằng đủ anh em nha. Em này chỉ 163 củ khoai. Bao anh em rút hồ sơ gốc, bảo hành anh em mình là 3 tháng anh em nha. Anh em mình đi chơi đi du lịch, chị em đi siêu thị tập lái quá là ok luôn. 100 cây thì em này rơi vào khoảng 8 lít xăng anh em nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến anh em mình một em xe Kia Morning. Em này là số sàn 1.1 anh em nha. Mang nước sơn màu bạc khá đẹp, đời 209. Sorry anh em, đời này 2010. Có đèn bi gầm luôn nè anh em. Đó, số sàn 1.1. Phim cách nhiệt lên đầy đủ cho mình, có vẻ mưa cho mình luôn. Em này thì 119 củ khoai anh em nha, đời 2010, bao hành anh em mình là 3 tháng, bao anh em rút cuộc gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Có cam lùi nè, đó, có hình như có lên màn hình cho anh em mình rồi. Có màn hình cho mình, camera hành trình luôn. Em này 119 anh em nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến anh em mình một em Avel. Avel đời 2018, số sàn 1.1
5 anh em nha. Em này 205 củ khoai. Bảo hành anh em mình là 3 tháng, bao anh em rút con số gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Xe này thì đời cao, anh em mình chạy dịch vụ được nè, đi chơi đi du lịch nha anh em. Đó. Trang bị cho mình cũng màn hình này rồi, camera hành trình hết rồi anh em ạ. Chỉ 205 củ khoai. Xe khá đẹp. Rồi tiếp theo giới thiệu đến anh em mình một em sedan hạng D. Em này là số sàn 2.0. Mazda 626. 626 số sàn 2.0 anh em nha. Chỉ 109 triệu. Mình đi chơi đi du lịch, chạy dịch vụ nhỏ nhỏ quá là ok anh em nha. Xe còn đăng kiểm tới tháng 11 năm 2024. Bảo anh em rút hồ sơ gốc bảo hành anh em mình là 3 tháng. Rồi tiếp theo giới thiệu đến anh em mình một em Charlie. Em này đời 2004, đăng ký 2005. Mang nước sơn màu xám lông chuột khá đẹp anh em nè. Em này là số sàn 2.0. Chỉ 119 của khoa anh em nha. Mang mình đi chơi đi du lịch, chạy dịch vụ nhỏ nhỏ quá ok anh em. 7 chỗ gầm cao. Bảo hành anh em mình là 3 tháng, bao em rút hồ sơ gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Rồi giới thiệu cho anh em mình một em xe Captiva. Em này là máy xăng 2.4 anh em nha. Bản đủ. Bản đủ em này thì có ghế điện nè, gương điện nè, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ chống trơn trượt. Thắng đĩa thì có 4 bánh luôn. Đó. Em này 169 củ khoai anh em nha. Máy xăng 2.4. Số sàn 2.4, mức tiêu hao nhiên liệu em này thì khoảng 12 lít quay đầu anh em nha. Xe này thì anh em mình đi chơi, đi du lịch, chạy dịch vụ quá là ok luôn anh em nha. Chạy dịch vụ nhỏ nhỏ nha. Bảo hành anh em mình 3 tháng, bao anh em mình rút hồ sơ gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Anh em nào kết em xe nào, hãy liên hệ đến bên em hoặc ghé đến cửa hàng bên em để xem xe và trải nghiệm lấy thử anh em nha. Địa chỉ cửa hàng bên em là Phúc Việt Auto, 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại BM là 0936793793 và 0969. Sorry anh em, 0979777893. Bên em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa, hãy ghé đến bên em hoặc liên hệ đến hai số đó để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Chúc anh em có một tháng mới thật nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc anh em nha. Anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em, cho em một đăng ký cũng như một like. Nhớ nhấn chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới, cũng như em live stream thì sẽ thông báo đến anh em mình nha. Xin chào anh em.